qua cầu Rạch Miễu, men theo con đường này chừng 700m, khu du lịch Làng Bè nằm ẩn dưới tán dừa xanh mát thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành. Về Bến Tre, nghe nói chỉ cần tốn 10.000 đồng có thể mua được một vé trở về tuổi thơ. Không biết thực hư thế nào, thử trải nghiệm một ngày quý vị nhé. Du khách có thể chọn cho mình một bộ bà ba nếu quyết định tham gia hết mình các trò chơi dân gian trong khu du lịch. Hồi nhỏ ở quê, ai đã từng đu tàu dừa chắc chắn sẽ nhớ trò này. Chỉ khác một chỗ là tàu dừa đã được thay bằng sợi dây thừng chắc chắn. Đâu có dễ, không quen sẽ thất bại ngay từ lần đầu trải nghiệm. Trò này coi bộ được, thử xem nào. Mình là dân miền Tây chính hiệu, nhưng mà nói thiệt chưa bao giờ đi qua một cái cầu thử thách như thế này. Dù cố gắng, cả nhóm cũng phải đầu hàng. Còn cái trò thứ ba này, xem ra chỉ dành cho những chàng trai gan dạ, thích mạo hiểm. Bình tĩnh, từ từ thôi, không có gì gấp hết. Tới trò cuối cùng tôi mới thấy ông chủ ông ác thật. Chân ướt đi cầu khỉ đã khó, còn cắt cớ cột sợi xích cho nó đông đưa nữa chứ. Nhưng quyết phải chinh phục cho bằng được. Quá hồi hộp, rất là mệt, xin rất là nhiều, nhưng mà rất là vui.